Cơ sở Lan Rừng Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2019, cơ sở chúng em cập nhật về cái lô hàng rất là nhiều loại hàng luôn các bạn ạ. Mà số lượng rất là lớn. Đấy, như hôm qua thì các bạn cũng thường xuyên theo dõi kênh của em á, thì cũng sẽ biết ngay rằng là hôm qua em không lên hình. Và hôm qua em cũng tạm nghỉ bán hàng một ngày vì chúng em tổ chức cái sự kiện là mừng khai trương cho cái cơ sở mới của em là ở đây, tức là khai trương vì cái cơ sở mới thì chứ không phải là thêm một cơ sở mới nhé các bạn nhé. Trước đây thì chúng em ở một cơ sở cũ nó chật hẹp hơn và bây giờ em mới xây dựng được cái cơ sở gọi là ở tạm thôi, nhưng mà nó được rộng rãi hơn và nó cũng tiện nghi hơn một chút như so với trước đây. Nói chung là nó chưa đẹp lắm thì em sẽ cố gắng hoàn thiện hơn nữa về cái cơ sở chúng em, và các loại lan mà em giao cho khách hàng sẽ được tốt hơn, hy vọng là như vậy. Như các bạn đang thấy đấy, hôm qua em mới khai trương thì có các đoàn thể và các bạn trong giới chơi lan ở Cao Bằng thì cũng đã đến góp vui và ủng hộ suốt ngày hôm qua. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đó đã đến góp vui với cơ sở chúng em, gia đình chúng em. Rất là cảm ơn ạ. Và cảm ơn tất cả các bạn đam mê lan trên toàn quốc suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và ủng hộ cơ sở chúng em và rất tin tưởng và đặt hàng chúng em rất là nhiều loại lan. Và những vị khách, có những vị khách cực kỳ là thân quen và cũng có những vị khách mới đến và những vị khách sắp đến với cơ sở chúng em. Em cũng xin được chúc tất cả mọi người gặp nhiều may mắn, tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe dồi dào nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay là ngày 17 tháng 3 thì em lên clip đầu tiên sau khi khai trương, khánh thành cái cơ sở mới. Và cũng có cả vườn lan ở đằng sau nhà đây các bạn ạ. Đấy, nói chung là bây giờ em vẫn còn thấy hơi hồi hộp tại vì cái công trình mà mình tự tay mình làm được, tự tay mình gây dựng nên, có các bạn giúp đỡ nữa. Và thực sự là các bạn ấy cũng rất tin tưởng Ngọc Bền. Nên là Ngọc Bền cũng bây giờ vẫn còn hơi run run vì bản thân vẫn còn rất hồi hộp các bạn ạ. Đấy, về như giò đùi gà các bạn đang thấy ở trong góc kia thì hôm ngày thứ 6, buổi sáng thứ 6 thì em có quay lên một clip là có anh Chu Sơn Cảnh phi từ Hà Nội lên trên Cao Bằng để chụp giò đùi gà đang nở hoa rất là đẹp. Và anh ấy có để lại cho em những cái khung hình rất là đẹp và em đi in luôn một tấm phông. Nhưng mà trong khi in phông á thì trong chữ YouTube thì các bạn đánh máy đánh nhầm thành chữ gì em không biết đọc nữa. Tại vì nó thành chữ, cái này có khả năng là đọc thành YouTube thôi chứ không phải là YouTube nhé. Đấy, nhưng mà chúng ta thường hay gọi. Đấy. Và địa chỉ liên hệ của cơ sở chúng em là ở tổ 7 phường Đề Thám nhé các bạn nhé. Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng ạ. Số điện thoại liên hệ với chúng em là số 0984754102 ạ. Nói chung là bây giờ chúng em vẫn còn rất là luộm thuộm, chưa sắp xếp đâu vào đâu cả. Đấy. Và trước khi em đi vào giới thiệu những mặt hàng, chi tiết về những loại mặt hàng đấy, thì em xin được đi quay cho các bạn chiêm ngưỡng cái giò đùi gà mà anh Chu Xuân Cảnh, một người có tên trong Hiệp hội Hoa Lan Rừng Quốc tế nhé các bạn nhé. Anh ấy chuyên đi rừng và chụp hoa lan. Và cũng rất tiếc rằng là anh ấy chưa làm kênh YouTube, nên là các bạn vẫn chưa thể theo dõi được anh ấy trên YouTube nhé. Mà các bạn có thể theo dõi anh ấy ở trên Facebook. Nick Facebook của anh ấy vẫn là theo cái tên là Chu Xuân Cảnh. Mà cái anh ấy, hình đại diện của anh ấy là có một bông hoa hài Xuân Cảnh đấy các bạn ạ. Hài Xuân Cảnh là được đặt theo tên của anh Chu Xuân Cảnh đấy ạ. Anh Chu Xuân Cảnh là một người đã sưu tầm lan và tìm ra được loại lan hài đó. Và Hiệp hội Quốc tế cũng đã đồng ý nhất trí cho được mang tên của anh ấy là loài hài Xuân Cảnh. Đó.
Đây là giò đùi gà rất đẹp mà anh ấy đã đích thân từ Hà Nội lên đây để chụp cho em bức ảnh đấy ạ. Đó. Rất là đẹp đúng không các bạn? Một giò đùi gà nó nở hoa rất sai cơ. Đấy, đây đùi gà dẹt nhé các bạn nhé. Đây là hoa lan đùi gà dẹt ạ. Đó, cơ sở chúng em đây. Còn đây là văn phòng làm việc. Còn đây là văn phòng làm việc vẫn còn rất lộn xộn luôn các bạn ạ. Đấy. Đó. Hôm qua thì có cơ sở của bên Hà Chân Ngắn, một cơ sở rất lớn là các bạn. Và cơ sở của anh Má Bảo Trung là hợp tác xã Lộc Rừng là cũng đã đến chúc mừng lễ khánh thành của chúng em, và có rất là nhiều người bạn đấy, có cả giám đốc của bên GMT và có cả phó giám đốc của bên VNPost là Bưu điện Việt Nam đấy ạ. Đó, bạn Linh là giám đốc bên chuyển phát nhanh GNT, và còn rất là nhiều giò lan mà được các bạn đấy mang đến tặng quà và đang nở hoa rất là đẹp các bạn ạ. Ở trên đấy là giò u lồi, lan u lồi đấy các bạn. Đấy, đây là giò lan u lồi đấy ạ. Đây ạ. Đây là hoa lan u lồi nhé các bạn nhé. Giò hoa này thì anh kế toán của em á là anh ấy nhặt những cái thân gãy từ cơ sở về rồi anh ấy đã ghép lên trên cái đĩa dớn này, và nó đã nở hoa được từ lúc mùng 4 Tết mà đến tận bây giờ nó vẫn chưa tàn hết nhé các bạn nhé, mà bây giờ vẫn còn đang rất nhiều nụ mà vẫn còn đang đang chuẩn bị cho hoa nhé các bạn nhé. Đó, vẫn còn đang nụ đấy ạ. Các bạn nhìn thấy những cái nụ xanh lét đây không? Đấy, có những bông là bắt đầu tàn tàn rồi nhé các bạn nhé. Một giò hoa mà được chơi từ mùng 4 Tết đến giờ mà cây nó vẫn còn như thế này đấy các bạn ạ. Tất nhiên là nó không phải là nở từ lúc mùng 4 Tết, mà là có những thân nở từ mùng 4 Tết mà bây giờ, ví dụ như thân này đây, thân ở giữa này đây thì vẫn còn một bông này, thân này còn một bông này, là thân này nở từ mùng 4 Tết nhé các bạn nhé. Đấy, nó nở lác đác như vậy. Và loài hoa này thì chắc chắn là chúng ta sẽ được, khi nó nở, từ khi nó nở chúng ta sẽ được xem hoa là một tháng, ít nhất là một tháng nếu mà thời tiết mát mẻ nhé các bạn nhé. Đó, một tháng mà hơn một tháng. Đó, giò hoa rất là đẹp. Và bây giờ đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng loại lan và báo giá từng loại nhé các bạn nhé. Thì cũng là cái phiên đầu tiên mà sau ngày khánh thành, một ngày rất là đẹp hôm qua, thì em cũng tri ân đến mọi khách hàng. Thì hôm nay em bán giảm giá rất là nhiều loại mặt hàng luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn mua lan càng nhiều thì tiền cước nó lại càng rẻ, nên là các bạn không cần phải lo ngại sợ là gói hàng to mà tiền cước sẽ cao đâu. Chính ra tiền cước càng thùng hàng càng nhỏ tiền cước lại càng cao nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý về vấn đề này cho chúng em nhé. Thì hình thức bán hàng của em thì giá em đề xuất đưa ra ở đây thì chưa bao gồm có phí ship nhé các bạn nhé. Em sẽ gửi hàng, giao hàng tận nơi cho các bạn đi khắp toàn quốc luôn ạ. Các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp vào cơ sở chúng em là số 0984 754 102 nhé các bạn nhé. Em bắt đầu đi vào giới thiệu luôn cho các bạn rất là nhiều loại hàng luôn. Ở đây em có hai loại chùm. Mỗi loại em đều có phân loại hàng đẹp và hàng giống nhé các bạn nhé. Đây là chùm Lào. Chùm Lào có giá thường luôn có giá là trên 1 triệu 500 nghìn trở lên, nhưng mà phiên hôm nay em chỉ bán giá cho các bạn là 1 triệu 250 nghìn 1 kg nhé các bạn nhé. Chùm Lào thì bây giờ đang nụ, nhưng mà thực sự là những cái nụ ra khá dài rồi nên là nó bị rụng rất là nhiều. Bây giờ tỷ lệ nụ còn rất là ít thôi các bạn ạ. Và có những thân vẫn còn chưa ra nụ. Như thân này đây thì nó đang ra được một vài nụ này, còn một số mắt thì cũng cũng chưa ra này. Đó, nụ đây. Như thân này bị hơi bị gãy một chút nhá các bạn nhé. Tất nhiên hàng rừng nó sẽ có hàng gãy, gãy đôi chút thôi, nhưng mà gãy nhiều quá thì em lọc và cho vào hàng giống nhé các bạn nhé. Như thân này đây thì chúng ta cắt ra cho vào hàng giống, tại vì nó gãy rồi. Đấy, tôi thì em không bẻ nữa, bẻ nó lại hỏng mầm. Đấy, 1 triệu 250 nghìn 1 kg. Đấy, giá khuyến mãi rồi đấy nhỉ các bạn nhé. Còn ở đây là hàng trầm giống
của rừng Lào nhé các bạn nhé. Trầm rỗng của rừng Lào thì cây nhỏ, cây gãy và cũng có cả thân già gãy ra nhé. Thì cái này chúng ta lấy về ươm ki, ươm mầm gốc nhé các bạn nhé. Đây này, đó, mầm gốc đang nhũ rất là nhiều luôn. Tuy rằng nó nhỏ nhưng mà rất là rẻ luôn. Cái này em để giá cho mọi người là 800.000 1 kg. Chỗ này chắc chỉ có hơn 1 kg tí thôi. Đấy, 800.000 1 kg loại hàng giống này nhá em. Đó. Còn ở đây là trầm Myanmar. Trầm Myanmar loại hàng đẹp đều này thì có giá là, luôn thường có giá là 800.000 1 kg. Nhưng phiên hôm nay em bán giảm giá cho mọi người là 700.000 1 kg nhé các bạn nhé. Trầm thì bây giờ đang có nụ như này nhé các bạn nhé. Trầm Myanmar thế chắc chắn là mùa hoa sắp tới các bạn sẽ được xem hoa ở những cái thân tơ này. Tại vì mầm của nó bây giờ chỉ lác đác là đang đang ra nụ thôi cho các bạn nhé. Đấy, có những thân mà nó gãy ngọn đôi chút nhưng mà nó còn còn rất dài thì em cho vào hàng đẹp. Đó. Đó. Thân nụ đảm bảo cho các bạn luôn là sẽ có thân tơ để cho chúng ta chơi hoa. Và mầm gốc thì bây giờ nó chưa lên nên là lúc vận chuyển đi thì không sợ ảnh hưởng đến những mầm phát triển nhé. Đó, 700.000 1 kg thôi. Còn ở đây là trầm Myanmar loại hàng gãy này. Hàng gãy hàng giống này. Đấy, nó gãy giữa thân này, gãy quá ngắn này. Thì em cho vào hàng giống đây. Và thân loại cây nhỏ này. Nhỏ mà cũng rất dài nhé các bạn nhé. Thì em cũng lọc cho vào đây hàng giống. Thì cái loại này thì em để giá cho các bạn được là 600.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, loại hàng giống ạ. 600.000 1 kg thôi. Đấy, hàng rất là đẹp, rẻ nhé. Đấy, cái này là chúng ta lấy về ươm làm giống và vẫn lác đác có những thân để chúng ta chơi hoa, những thân nhỏ nó vẫn chơi hoa bình thường nhé. Còn ở đây là lan lan nhất điểm hồng. Đấy, nói chung là mệt quá nên là em cũng vẫn còn đang không nói được ra lời đây. Đây là nhất điểm hồng. Giá bình thường của nó là 160.000, nay em bán cho các bạn là 130.000 1 kg nhá. 130.000 1 kg thôi nhất điểm hồng. Bây giờ đang là mùa hoa. Đấy, nhất điểm hồng thì nó khác nhất điểm hoàng nhá các bạn nhá. Nhất điểm hoàng thì thân sẽ có lông đen, còn nhất điểm hồng thì thân nó sẽ vàng, bóng, không có lông nhá các bạn nhá. Đây là mặt bông của nhất điểm hồng đây. Họng nó màu hồng nhá. Còn nhất điểm hoàng thì họng màu cam. Còn còn ở đây thì em còn có cả lan đa châu nữa nhé các bạn nhé. Lan đa châu lát nữa em sẽ quay lại để giới thiệu chi tiết cho mọi người. Đó, lan đa châu thì em bán theo từng cây từng cặp nhé các bạn nhé. Còn ở đây là sơn thủy tiên phiên hôm nay em bán hàng này cũng không được đẹp mấy rồi các bạn ạ. Hàng xấu xấu thôi thì em bán xả hàng lan thủy tiên là 140.000 1 kg thôi này. 140.000 1 kg lan sơn thủy tiên nhé. Sơn thủy tiên bây giờ đang là mùa nụ nhớ các bạn nhé. Đây, những cái nụ đây đang ra như này đây các bạn nhé. Đó, sơn thủy tiên chỗ này chắc chỉ còn độ khoảng 7 kg. Còn đây là ngọc thạch ba màu, ngọc thạch bắc nhé các bạn. Ngọc thạch bắc có giá là luôn có giá là 180.000 đến 200.000 1 kg tùy vào chất lượng loại hàng. Thì còn cái này của em thì bán nó cũng solo nhau thì có thân to có thân nhỏ có nhé các bạn nhé. Thân thân ngắn có, thân dài có, mà hàng dề có, hàng nhỏ có, lẫn lộn nhau. Em bán xả hàng cho mọi người 160.000 1 kg đấy, không phải là xả hàng mà hàng đẹp đâu nhé, tại vì nó là hàng lẫn lộn thôi, em chưa lọc hàng. Đó, 160.000 1 kg, giá rất là rẻ rồi. Còn đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa thì luôn có giá là 250.000 1 kg, nhưng hôm nay em xả hàng cho các bạn là 220.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, nói chung là em giảm giá để hỗ trợ được các bạn một chút nào, phần nào đấy của về cái phí ship. Đây là mặt bông của lan kim điệp nhựa đấy ạ. Đó, lan kim điệp nhựa rất là đẹp và rất là thơm các bạn ơi. Kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm đấy ạ. Cánh của nó rất dày và bóng. Đấy, rất là dày và bóng bẩy như là nhựa luôn. 230.000 1 kg nhá. À, 220.000 1 kg ạ. Đó. Còn đây thì em có chút long nhãn. Cái long nhãn này thì không biết có khách đặt hàng chưa. Chút long nhãn này thì không. Cái này có một dề. Dề này là dề thập hoa. Dề thập hoa nữa. Thì
Cái phần long nhãn và phần thập hoa này thì em để giá cho mọi người là 100.000 này. Còn đây là ý ngọc. Ý ngọc thì em có khách đặt hàng hết rồi, còn một số khách em vẫn còn nợ đơn nhá, thì em sẽ báo sau. Ý ngọc thì giá là 300.000 1 kg, nhưng em nợ có khách đặt hàng hết rồi. Và còn đây là hạc vĩ. Đây là hạc vĩ Lào nhá các bạn nhá. Hạc vĩ rừng Lào thì thân của nó vàng óng luôn các bạn ạ. Đây, thân của nó vàng óng này, rất là mảnh. Đây, nhìn như rơm ấy các bạn ạ. Nhưng mà về chúng ta trồng nuôi mầm gốc nhá. Hạc vĩ thì bây giờ hết mùa hoa rồi nhá các bạn nhá. Đây, bây giờ mầm gốc đang bắt đầu lên. Chúng ta lấy về nuôi mầm gốc. Hạc vĩ Lào này em bán giá cho các bạn là 180.000 1 kg thôi này. Phiên em giảm giá này. Hạc vĩ thì nó luôn có, hạc như hạc vĩ Lào thì nó luôn cho giá tầm khoảng 200 đến 250 1 kg đó. Đó. Và còn ở trên này đây thì là hạc vĩ Bắc nhé các bạn nhé. Hạc vĩ Bắc. Ở đây có một chút hàng cây nhỏ, em sẽ lọc hàng ra để bán giá nó rẻ sau. Đấy. Hạc vĩ Bắc luôn có giá là 280.000 1 kg. Nhưng nay em bán giảm giá cho mọi người 240.000 1 kg thôi ạ. 240.000 1 kg. Còn cái hàng cái loại thân nhỏ nhỏ này em để giá cho mọi người là 200.000 1 kg. Đấy. Em sẽ lọc hàng ra loại thân nhỏ héo héo này là 200.000 1 kg đấy nhá. Đó. Và còn ở dưới này đây là lan ngọc thạch. Ngọc thạch 3 màu rừng Lào nhé các bạn nhé. Thân vàng óng này, rất là đẹp luôn. Đấy. Thân vàng óng, có những thân đang nở hoa ở đây và những thân nó vẫn còn đang 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 cái này thì vào cuối mùa hoa rồi đấy các bạn ạ. Ngọc thạch 3 màu rừng Lào thì nó nở hoa trước ngọc thạch Bắc. Đó, ngọc thạch 3 màu những cái bông còn một khóm thì còn có bông thôi các bạn ạ. Ngọc thạch rừng Lào này em bán với giá là 150.000 1 kg, có chừng khoảng hơn 2 cân đây này. Đó. 150.000 1 kg thôi, ngọc thạch rừng Lào nhé. Đấy các bạn để ý về hàng ngọc thạch Bắc và ngọc thạch Lào nhé. Còn đây hoàng thảo vôi hàng giống thôi. Hoàng thảo vôi hàng giống này phiên hôm nay em bán thanh lý cho mọi người 170.000 1 kg, chỗ này chắc có độ khoảng 3 kg. Và đây là long tu xuân em nhầm, em xin lỗi các bạn nhé. Đây là long tu đá hoa tím ạ. Cánh rất là bóng mượt luôn và cánh nó màu tím họng vàng nhé các bạn nhé. Long tu đá hoa tím có giá là 220.000 một cân, nay em bán giảm giá cho mọi người. Đó còn chừng đâu 7-8 kg gì đấy thì giảm giá cho mọi người là 180.000 1 kg nhé các bạn nhé. 180.000 1 kg thôi ạ. Và đây là đùi gà dẹt. Đây là lan hoàng thảo đùi gà dẹt. Hoàng thảo đùi gà dẹt thì lúc sáng nay thì em có nghe nói nhân viên bảo lại là có khách phản ánh về đùi gà dẹt nó toàn thân già, không có thân tơ. Thì đùi gà dẹt và đùi gà tròn mùa này đã là mùa nở hết hoa, đã là cuối mùa hoa rồi nhé các bạn nhé. Chỉ còn lác đác một số thân là nó vẫn còn bông như này thôi các bạn ạ. Đó. Đùi gà dẹt có giá là 180.000 1 kg, nay em giảm giá cho mọi người là 160.000 1 kg. Thì em nói kỹ hơn về cái đùi gà dẹt này. Thì bây giờ đã là cuối mùa hoa và nó đã nở hết hoa. Đây là những thân tơ vừa rồi đây, nó đã nở hết hoa nhé các bạn nhé. Đó, và những thân già. Thì cái này chúng ta chỉ lấy về để trồng, lấy cái mầm gốc để chơi hoa mùa hoa năm sau nhé các bạn nhé. Chứ còn như bác ấy phản ánh là nhân viên có báo bảo lại cho em là có khách phản ánh về là không có thân tơ. Thì mùa này thực sự là bác mua ở đâu cũng không có thân tơ. Đấy. Em dám khẳng định là như thế, chỉ có những thân là năm nay nó trốn hoa thì nó còn thân tơ. Chứ còn hàng đùi gà này thì bây giờ tìm thân tơ không có rồi nhé các bạn nhé. Chỉ có những giò nào, dê nào đấy nó trốn hoa là nó sẽ còn thân tơ nhé. Đó. Em nói rõ nói ký luôn ạ. Đấy. Hy vọng là bác đấy sẽ xem được cái clip này, tại vì bác đấy cũng đã từ chối nhận hàng. Đó. Gửi lan đi cho bác đã từ chối nhận hàng vì hàng không có thân tơ và không còn lá. Không còn lá thì nó nhẹ cân chứ còn làm sao đâu đúng không các bạn? Đấy. Đấy, như cái này đây thân tơ đây, bóng mượt vừa rồi mới nở hoa đây, bây giờ toàn cuống hoa thôi các bạn ạ.
không tìm đâu ra thân tơ nữa. Đó, 160.000 1 kg thì em bán xả hàng nhé các bạn nhé, à, bán giảm giá nhé các bạn nhé. Còn đây là lan sóc tím rừng Lào nhé các bạn nhé, sóc tím rừng Lào đang nụ này. Đó, bây giờ đang ra nụ đây. Đó, những cái nụ đỏ đỏ đây. Cây này ra 2 nụ luôn này. Còn thành từng bó này, thì em không cởi ra thì nó cây nó sẽ bị lộn xộn và nó dễ bị nát và nó cũng dễ bị gãy cái nụ. Nên là em còn để từng bó này. Trong khi gửi hàng em sẽ lọc cây nhỏ, cây héo vàng. Đó. Như đây thì một số lá nó cũng đang vàng lá đây, nó xuống lá mà các bạn. Cây dòng giáng hương thì bây giờ cứ phải đến tháng 5 thì lúc đấy cây nó mới rụng hết lá nhé các bạn nhé. Đấy, tất cả các loại giáng hương luôn. Lan sóc tím này luôn có giá là 160.000 1 kg, nay em chỉ bán 140.000 1 kg thôi này. Đó, 140.000 1 kg. Mỗi một bó này chỉ tương ứng độ khoảng 4 hoặc 5 lạng thôi các bạn. Đấy, 4 hoặc 5 lạng này chúng ta thoải mái trồng một giò rất là đẹp luôn. Đó. Và đây là hạc vĩ Bắc thì em có giới thiệu chia sẻ mọi người này. Đó, hạc vĩ Bắc có giá là 240.000 1 kg này. Còn cái hàng cây nhỏ mảnh mảnh xấu xấu này thì em để giá cho mọi người là 200.000 1 kg. Và còn đây là long tu xuân nha các bạn. Long tu xuân thì bây giờ cũng đang là mùa hoa, có những cây thì nó đã nở hết hoa rồi và có những cây thì vẫn lác đác là còn có nụ nha các bạn nhé. Long tu xuân có giá, cái này là giá hàng cây giống thì em để giá là 200.000 1 kg ạ. Đấy, hàng cây giống là 200.000 1 kg. Chứ như mọi phiên bình thường thì nó vẫn có giá giống là 240.000, 220.000. Nhưng mà phiên hôm nay, đặc biệt phiên hôm nay là 200.000 1 kg nhé các bạn nhé. Còn đây là long tu xuân, loại hàng đẹp đấy ạ. Hàng với lại rất là nhiều luôn. Em nhập vào gần một tạ hàng. Đấy, thoải mái chia cho mọi người. Đấy, đây là hàng thân dài, thân to, đẹp nhé các bạn nhé. Đó, long tu xuân có giá là 280.000 1 kg, nay em bán giảm giá cho mọi người là 260.000 1 kg ạ. Đó. Long tu xuân là một loại lan rất dễ trồng và hoa rất là đẹp và hoa rất sai nhé. Và đây là giáng hương đuôi cáo. Giáng hương đuôi cáo hàng rất đẹp luôn các bạn ạ. Giáng hương đuôi cáo này em để giá cho mọi người là 200.000 1 kg. 200.000 1 kg giáng hương đuôi cáo nhé. Giáng hương đuôi cáo sẽ nở hoa vào tháng 4, tháng 5 và bây giờ thì chúng ta lấy về ghép lên độ khoảng một tháng nữa là cây sẽ bắt đầu có nụ nhé các bạn nhé. Và đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn đấy nhé các bạn. Đùi gà tròn thì bây giờ lác đác vẫn còn có thân đang có nụ, năm nay thì đùi gà tròn trốn hoa. Đấy, riêng về cái đùi gà tròn này thì chúng ta chơi hoa mỗi một thân này chúng ta có thể chơi hoa đến 3 năm nó mới hết hoa các bạn ạ. Đấy, những cái thân đây một số thân tơ lác đác là vẫn nó trốn hoa là chưa hoa này. Đấy. Đó. Cái đùi gà tròn năm nay thì vẫn còn thân tơ rất nhiều, đây là mầm cây con mới để sang năm chơi hoa đây. Đây. Đấy. Còn đây là thân thân năm nay nó đã sổ hoa đây, những cái nụ dài quá nó rụng này, còn mỗi nụ thân này. Đấy, lác đác còn nụ thôi. Hàng em về gần một tạ hàng mà em bán 2 hôm mà là còn chừng này độ khoảng 5 7 cân gì đấy nữa. Đó. Đùi gà tròn thì giá bình thường của nó là 220.000 1 kg loại hàng đẹp. Thì nay em bán giảm giá cho mọi người là 180.000 1 kg này. Đấy, em bán giảm giá cho mọi người nhé. Còn độ khoảng 7 kg này. Đó. Nhanh tay mua hàng hôm nay nhé các bạn nhé. Và còn đây là cũng là đùi gà tròn nhưng mà loại hàng giống. Đấy, hoa thì đã tàn nhé các bạn nhé. Đây, hoa rất tím luôn này. Đấy, hoa đã bắt đầu tàn. Hàng giống thì toàn cây rời nhé các bạn nhé, cây rời và cây xấu xấu. Thì em để giá cho mọi người là 150.000 1 kg thôi này. Đấy, giá rất là rẻ luôn. Mọi phiên thì nó vẫn luôn có giá là 180 đến 200.000 1 kg cơ. Còn đây là thanh đạm sữa. Thanh đạm sữa thì bây giờ đang mùa hoa. Thì cũng như mọi loại lan, lúc hoa cây đang nở hoa cũng là lúc chúng ta ghép lan rất là tốt. Tại vì nở hoa xong thì cây bắt đầu đẻ cây con và cây phát triển rễ và mầm cây con, nên là chúng ta nên
mua trồng ghép lan để thuần thì chúng ta nên mua vào lúc thời điểm cây đang hoa nhé. Đấy, thanh đạm sứa có giá rất là rẻ thôi, 100.000 1 kg này. Đó. Còn đây nhất điểm hoàng, lô hàng nhất điểm hoàng này rất là đẹp luôn ạ. Nhất điểm hoàng này có giá là 120.000 1 kg thì phiên hôm nay bán giảm giá cho mọi người là 80.000 1 kg thôi này. Đó. 80.000 1 kg nhất điểm hoàng mà hàng rất là đẹp. Đó. Còn đây lan vảy rồng. Lan vảy rồng thì có giá là 150.000 1 kg. Đó, vải rồng này thì em nhập ở rừng Cao Bằng chúng em. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ. Hàng dề thành nếp này. Hàng dời nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn. Hàng rừng Cao Bằng chúng em thì nó sẽ thành tép rất là bóng, tép nhỏ nhìn rất là mướt. Còn cái loại hàng của Lào thì tép của nó to hơn. Nhìn thì nó sẽ sướng mắt hơn. Nhưng mà để ghép lên cây mà để thành một cái giỏ đùi gà đẹp mà bóng mượt á, thì cứ phải chơi hàng hàng Bắc nhớ các bạn nhé, cứ phải chơi hàng Đông Bắc này nó mới đẹp. Vảy rồng càng nhỏ lại càng đẹp, càng nó xếp càng khít. Cái vảy rồng Lào thì nó cái những cái tép này nó to thì nó ụ, nó xù ra, nó không giống là vảy rồng. Cái đấy thì nó giống như là thằng đen rô hơn là vảy rồng đấy. 150.000 1 kg ạ, là lan vảy rồng nhé các bạn nhé. Và còn đây là hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc thì bây giờ đang mùa hoa. Đấy, hoàng phi hạc đang mùa hoa này thì đấy, cánh trắng này, họng vàng này. Và có những mặt hoa của hoàng phi hạc rất đa dạng. Có cả cánh hồng, họng vàng nhé các bạn nhé. Đấy. Và cũng có cả cánh xanh, họng xanh. Mặt hoa của hoàng phi hạc rất đa dạng luôn. Đó. Lô hàng rất là đẹp luôn ạ. Đấy, như các bạn thấy. Hàng rất đẹp luôn. Đây, đây là cánh hồng họng vàng này. Nói chung là hàng kg nên là nó sẽ lẫn lộn nhau. Mặt hoa rất đa dạng luôn các bạn ạ. Đây, như là đây thì cánh trắng này, họng vàng này. Hoàng phi hạc luôn có giá là 200.000 1 kg nhưng nay em bán giảm giá cho mọi người là 170.000 1 kg thôi này. Đó, hoàng phi hạc rất là đẹp và rẻ. Một thân này bị gãy ra nhưng mà hoa này, nhìn chùm hoa này. Úi, chùm hoa rất là sai luôn này. Đấy, hoa rất là đẹp và sai. 170.000 1 kg thôi, hoàng phi hạc. Và còn bên trên này đây thì em có lan hoàng lạp. Lan hoàng lạp thì bây giờ đang mùa hoa nhé các bạn nhé. Đấy, bông hoa lan hoàng lạp đang nở đây. Màu vàng, họng thì màu vàng rực hơn, màu vàng đậm hơn. Còn cánh là màu vàng nhạt. Và lác đác vẫn còn có những cây còn đang nụ và lác đác cũng đã có cây nó tàn hoa nha các bạn nhé. Lan hoàng lạp các mọi phiên thì đều được bán giá là 150.000 1 kg nhưng phiên hôm nay em nhập về lô hàng này em bán giá rẻ cho mọi người là 130.000 1 kg ạ. Đấy, giá rất là rẻ các bạn nhé. Thì như các bạn cũng sẽ theo dõi clip này và clip này sẽ bán nhận đơn hàng tiếp đến ngày mai thì mới hết cái phiên giảm giá nhé các bạn nhé. Em giảm giá trong vòng 2 ngày liền. Đó. Còn đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì bây giờ cũng đang nở hoa như này đấy các bạn. Bông kim điệp xuân rất là vàng, đẹp. Đấy, màu vàng rực luôn ạ. Có lác đác vẫn còn có những thân vẫn đang nụ này đây. Đấy. Kim điệp xuân giá là 120.000 1 kg thôi này. Giá bình thường của nó luôn có giá là 120, 180, 150, 180 nhưng phiên hôm nay thì em giảm giá còn 120.000 1 kg thôi. Các bạn mua nhanh nhá, kẻo hết nhá. Đấy, chắc chắn là các bạn là nhân viên của em 2-3 ngày hôm tiếp đây thì sẽ đóng hàng mỏi tay luôn này. Đó. Còn đây là lan chuối ngọc. Lan chuối ngọc luôn có giá 180.000 1 kg. Nay em bán giảm giá cho mọi người 140.000 1 kg thôi này. 140.000 1 kg lan chuối ngọc. Bán rẻ còn hơn là xả hàng này. Đấy. Bán khuyến mãi. Bán tránh bom này. Đấy. Nhớ các bạn nhớ. Cây đang hoa, màu hoa tím rất là đẹp luôn. Hoa tím mà họng vàng vàng. Rất là đẹp rực rỡ. Còn đây là lan điện biên đông. Lan điện biên đông thì còn độ khoảng chừng 5 kg đây thôi. Lan điện điện biên đông thì nay em để giá rẻ cho mọi người là 170.000 1 kg. Đó, lan điện điện biên đông nhá.
còn chừng khoảng 5 kg thôi. Loại cây này nó cũng rất là khá là nhẹ và thân rất là cứng vàng óng luôn. Cây bây giờ đang lên những cái mầm gốc thôi nhé các bạn nhé. Cây thì đang ở trong mùa hoa rồi, thời gian này đang ở trong mùa hoa đó, 170.000 1 kg thôi. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đi xem chi tiết về lan Đai Châu. Lan Đai Châu thì cứ mỗi một cặp như thế này là 400.000 một cặp này các bạn nhé. Đấy, mỗi một cặp như này là 400.000 này. Đấy, cây rất là đẹp, đều luôn, đảm bảo các bạn là cây không hề bị lỗi. Đai Châu này là Đai Châu bóc nhé các bạn nhé, Đai Châu bóc vườn ra. Đấy, rất là nhiều luôn ạ, cả một thùng như này luôn. Em không để ra nữa, tại vì xếp ra xếp vào thì dễ bị gãy lá, vỡ lá nên là làm xấu cây. Đấy, đó, cứ đều đều như vậy là hai cây nhá. Hai cây thì các bạn đếm cặp lá với em, 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp lá nhé các bạn nhé. Cứ đều đều 4 cặp lá là 400.000 là hai cây. Đấy, các bạn đặt hàng cứ báo chúng em là lấy mấy cặp thế thôi, chứ em không bán lẻ từng cây nhé. Bán lẻ từng cây đi, các bạn trồng nguyên một cây thì thực sự là nó cũng không đẹp cái chậu lan. Còn cây nhỏ nhỏ này, đấy, cây nhỏ này nó chỉ tầm khoảng 4 đến 5 lá thôi này. Hai những cái lá gốc nhỏ nhỏ này không tính nữa này. Đấy, như lá từ lá cắt này lên nó cũng thành 5 lá này. Đấy, như cây dưới này nó cũng thành 5 lá đây. Đó, 4 5 lá. Tổng thể cả những lá nhỏ, lá cây con thì nó là 6 là 7 lá. Đó. Thì những cây nhỏ nhỏ thì có giá là, đấy, như đây, một cặp đây, một cặp liền nhau luôn này. Đó. Những cây nhỏ này có giá là 250 một cặp thôi các bạn ạ. Đấy. Em sẽ xếp phân thành từng cặp cho các bạn. 250 mà được hai cây rất là đẹp luôn. Như chỗ này là 4 cây này. Đấy. 1 2 3 4 cây, 5 cây rồi. Đó. 250 loại cây nhỏ và 400.000 loại cây to là em bán theo cặp nhé các bạn nhé. Mỗi một cặp là hai cây đó. Đó. Còn ở trong thùng hàng rất là nhiều luôn. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà phiên hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Nên là mọi người đặt hàng lan vui lòng gọi điện trực thoại trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Các đơn hàng ở các bạn nhắn tin vào Zalo rất là nhiều, nhưng mà thực sự là em không tiếp nhận các đơn hàng ở trên Zalo được. Tại vì thời gian nghe điện thoại của chúng em đã chiếm hết cái thời gian làm việc khác rồi nhớ các bạn nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc nhé.